Các bạn hình dung ở đây á, mình sẽ gắn ở đây. Rớt. Trên tay mình đây là một cái đế để mà có thể kẹp được cái điện thoại vô và chúng ta thực hiện một cái short live stream ngắn bằng cái chân máy này. Thì thường các bạn dùng cái gọi là cái ba chân đó, cái đế ba chân gọi là cái tripod ba chân để các bạn có thể sử dụng kẹp điện thoại, nhưng mà cái đó thì nó hơi bất tiện và nó dài. Thì mình có mua cái loại này, cái loại này là đế tròn, thì các bạn nhìn các bạn cũng sẽ biết thôi nó là cái gì. Trước đó mình mở rồi thì bây giờ mình mở lại cho các bạn xem. Thì đây là một cái đế, bên trong mình nghĩ nó cũng như là cái loại mà các bạn hay mua, nhưng mà cái loại này nó lớn hơn, nó nặng hơn. Bên trong mình đảm bảo là xi măng chứ không có gì hết, và bên ngoài nó sẽ phủ một cái lớp nhựa. Đây là nhựa nhám nha các bạn, nhưng mà nhựa này nó cũng dễ bể dễ gãy, nên là các bạn cẩn thận khi mà các bạn cầm hay để trên bàn nó dễ rớt á. Rồi đó là cái món đầu tiên. Cái món thứ hai là cái cây này là quan trọng nhất. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất á, nó có thể giúp các bạn dài ra, kéo dài ra ha. Đây, dài ra nó khoảng 1 mét nha, à, không tới 1 mét, nó sẽ khoảng 70 cm thôi. Và các bạn cắm vào bên trong này thì nó sẽ dựng đứng lên. Thứ hai á, là nó có tính năng như sau, nó để trục ngang như thế này, nó sẽ giúp các bạn quay theo chiều ngang đó. Nhưng mà các bạn còn quay góc ngang đó thì các bạn có thể để như vậy và các bạn gắn trực tiếp vô thì nó sẽ nằm ngang. Và cái mục đích này để làm gì thì nó có rất là nhiều mục đích cho các bạn. Các bạn quay ngang cái khung hình, ngang cái khung hình thẳng đứng, thì điện thoại các bạn có thể để thẳng đứng hoặc các bạn để ngang để chúng ta có nhiều góc máy hơn. Ví dụ cái góc máy mà mình đang làm là cái góc máy từ trên nhìn xuống đúng không, thì các bạn sẽ sử dụng cái thanh ngang này đó. Còn các bạn live stream thì các bạn sẽ sử dụng cái thanh đứng này. Rồi mà ở bên trong mình sẽ đi hết các sản phẩm phụ kiện bên trong ha. Thì đây là có một cái ngàm, ngàm tròn này á, thì gắn ở đâu? Một, gắn ở đây. Hai, các bạn gắn ở đây. Thì các bạn muốn gắn ở đâu phù hợp cho các bạn gắn. Còn phần còn lại á, các bạn gắn các thiết bị hỗ trợ như là ngàm. Ở đây nó có tặng cho các bạn một cái ngàm, nhưng mà cái ngàm này nó hơi dỏm nha. Mình thấy nó không được real lắm đâu. Ngàm tạm bợ thôi. Thì các bạn có thể gắn vô đây. Đó. Rồi khi mà các bạn gắn một cái đầu còn lại vào trong này á, thì các bạn dặn là xong. Vậy thì tác dụng của cái này là gì? Tác dụng của nó chỉ là điều khiển qua lại. Ví dụ các bạn muốn xoay xoay cái điện thoại đúng không? Thì các bạn xoay như thế này. Sau đó các bạn đè cứng lại là nó sẽ được, là xong ha. Vậy thì cái ngàm mình bây giờ mình gắn vô đi cho nó. Rồi. Mình sẽ zoom cao lên một tí xíu ha. Đó. Thì các bạn hình dung ở đây á, mình sẽ gắn ở đây. Rồi. Mình sẽ hạ thấp xuống cái cây này xuống tí xíu đi. Bên trong một tí xíu. Rồi, đây. Ví dụ mình đang muốn gắn một cái trạng thái ngang như thế này. Và mình sẽ bắt đầu gắn vào. Rồi quay trục ngang quay trục dọc vậy đúng không, thì các bạn điều chỉnh cái cây này cho nó gọn là đó, nó sẽ khớp vào. Và chúng ta khi quay á, chúng ta có thể để như vậy, chúng ta sẽ quay, các bạn nhìn đây cái góc quay của mình nó tương tự là cách cách các bạn đặt cái điện thoại các bạn quay, để dọc gì cũng được nè đó. Còn mà nếu chúng ta muốn quay dựng thẳng lên á, thì các bạn dặn cái này, các bạn đẩy nó lên trên là các bạn có thể đây. Đây, mình để thấp nhất luôn cho các bạn xem. Đó. Để các bạn dễ hình dung thì nó sẽ là như vậy. Đó. Các bạn có thể kéo lên nó dài tới khoảng 70 cm được. Và đây là tổng thể của em nó. Thì em nó mình mua trong khoảng tầm giá là dưới 200 ngàn. Ở trên Shopee các bạn có thể nhìn ở dưới cái mô tả video để xem thêm cái sản phẩm này. Nhìn chung á, thì giá có hơi mắc, tuy nhiên thì để phục vụ cho mục đích livestream hay là các bạn quay sản phẩm nhỏ nhỏ như mình đang làm đó, thì các bạn có thể mua cái món này à, cũng lại gần cũng được. Cái đế nó sẽ giúp cho thăng bằng tốt hơn là cái cây, mà cái cây có ba chân các bạn để tốn cái diện tích ha. Rồi
Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.